Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay thì bộ phận không khí lạnh đã bắt đầu tiến sát vào vùng biên giới của nước ta. Dự báo tối nay sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất là từ 15 cho đến 18 độ C và nhiệt độ ở vùng núi là từ 12 đến 15 độ, còn ở vùng núi cao là dưới 8 độ. Từ khoảng đêm 12 tháng 11 thì nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay đến hết ngày mai mùng 8 tháng 11, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa cho đến Quảng Trị thì có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to và dông. Trong đó, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, lượng mưa dự báo là từ 20 cho đến 50mm, có nơi trên 70mm. Còn từ Nghệ An đến Quảng Trị, lượng mưa phổ biến là từ 40 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày mai đến ngày 11 tháng 11, khu vực từ Thừa Thiên Huế cho đến Khánh Hòa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa dự báo là từ 150 cho đến 350mm, có nơi trên 400mm. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 12 tháng 11, không khí lạnh có khả năng được tăng cường, nên mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế cho đến Khánh Hòa còn có khả năng kéo dài. Với thời tiết mưa như thế này thì trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị. Sau đây chúng ta cùng đến với dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa và dông, gió bắc đến đông bắc cấp 3, nhiệt độ 23 đến 27 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực trung du và vùng núi mây thay đổi, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió bắc đến đông bắc cấp 2, nhiệt độ 23 đến 27 độ, độ ẩm 75 đến 85%. Khu vực thành phố Vinh mây thay đổi, có mưa, mưa rào và có thể có dông, gió bắc đến đông bắc cấp 2, nhiệt độ 23 đến 27 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, mây thay đổi, có mưa, mưa rào và có thể có dông, gió bắc đến đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ 23 đến 27 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Thông tin thời tiết các tỉnh thành trong cả nước sẽ kết thúc bản tin dự báo thời tiết hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.